Bác ơi, bác cho con hỏi là bác ở đây bác thấy là mọi người đến tham gia câu lạc bộ đến đây bác thấy có cái gì vui không ạ? Tôi thì tôi ở quê ra, vâng. Ở nhà ra ở bên Hà Nội sang, dạ. Thế phường cho tôi đến đây thì ở nhà thì rất là buồn, vâng. Thế đến đây là coi là nói chung là tập thể là các cán bộ đến đây, vâng. Thăm sức khỏe của bà con các cụ, vâng. Ở đây và, vâng. Các cháu ở đây, vâng. Thế nên tôi thấy rất là vui vẻ và nhà chùa săn sóc được đến lớn chốn, vâng. Ngay nên là các đoàn thể được giúp đỡ, được đoàn thể giúp đỡ chúng tôi, vâng. Được mạnh khỏe và sống được có ích cho xã hội, vâng. Vâng. Thế các con có cái điều gì sai sót không các cụ, vâng. Mà các câu lạc bộ đến các cụ có thấy, vâng. Cảm thấy có cái điều gì sai sót không ạ? Có thấy không có cái điều gì cả, tôi thấy là các cán bộ nói chung là các nhân viên rồi các học sinh đến đây là đều là tham gia nhiệt tình đối xử và săn sóc sức khỏe, vâng. Nói chung là cộng đồng rất là tốt, vâng. Thế con cảm ơn các cụ, tại vì lần sau chúng con sẽ có nghĩa là cố gắng, vâng. Phát triển hơn và sang thăm thường xuyên hơn, vâng, vâng. Điều kiện phải cố gắng điều kiện sang thăm thường xuyên hơn, vâng, cảm, vâng. Ơn các cụ với cả các toàn thể các bà với cả đấy ở trong chùa Bồ Đề này, vâng, vâng. Chúng tôi, vâng. Thay mặt tất cả, dạ. Các cụ và các cháu ở đây xin cảm, vâng. Ơn tất cả và đoàn thể, vâng. Hết lòng giúp đỡ, vâng. 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 Cảm ơn ông ạ.